chào các bạn nha. Hôm nay đến với Trang Thúy Quỳnh, mình làm một cái món bánh dưa lợn mà bằng bột bằng gà. Thì các bạn đó là 100g bột, 100g đường, 800g nước. Nếu các bạn nào bằng nhiều thì cứ nhân lên. Hôm trước mình có chia sẻ cái món bột bằng gà mà làm mà bánh như đậu xanh. Hôm nay mình bằng với lá dứa, nó giống như bánh dưa lợn vậy đó. Cho các bạn xem nha. Bột bằng gà này mình có bán kênh Hiếu Quỳnh ha, với Lada rồi Shopee rồi nè các bạn. Bột bằng gà nè, hủ vậy là 400g. Cạn về làm bánh nè. Mình đây là lá dứa nè, 12 cộng nè. Mình bây giờ mình sẽ đi xay nhuyễn. Rồi bây giờ mình sẽ sắc ra những nhuyễn và mình xay nha các bạn. Đây là 200g bột nè các bạn, mình đổ vô rồi mình quậy ra rồi mình sẽ lượt nha. Mình đổ khoảng 800ml nước nè, mình đổ về mình lượt, mình quậy cho nó ra lượt. Bột này thì lúc nào nó cũng có cái cây màng già nó ấy ấy, mình phải lượt các bạn, lượt sạch. Cái bột này là bột nam gia chấm cống luôn nha các bạn. Cái này là cái xác cây màng già nổi lên nè các bạn đó. Các bạn, bột này là mình phải lượt nha, phải lượt sạch mới được, tại vì cái loại bột này là cái cây nó có lấy thân lượt là mỏng là mình lượt lại, lượt rồi mình quậy nè các bạn, quậy cho nó xuống cho nó sạch bột. Hiện giờ là mình làm 200g bột với 200g đường, giờ mình đã đổ 800g nước rồi ha. Giờ mình sẽ để đường vô. Nguyên liệu nãy là bà Năm mới nói cho mình dễ hiểu đó, còn đây là mình làm 200g nè, 200g bột. Rồi quậy tan lên sao nữa hả? Hôm nay nè mình làm cái bánh bột bằng dè nè các bạn ha. Nhưng mà bây giờ các bạn nên dễ hình dung nhất nha, 100g bột á thì nó gồm có 100g đường với lại mà 800g nước. Nhưng mà ở đây nè là mình làm 200g bột cho nên nó đã đổ vô đây là 600g nước, 800g nước rồi. Thì còn 800 nữa, tức là 1.6 nha các bạn ha. Vậy là đây là 600g nữa nè, đây 200 là lá dứa đằng cho nó có màu. Như vậy đó mình làm theo cái kiểu là 200g này các bạn nha, dễ hiểu phải không? Đó. Rồi mình bắt bột lên đi, bắt lửa lên đi. Tức là mình làm sao không biết mà mình chỉ đổ có phân nửa nước trước nha các bạn nha. Rồi mình đổ vô đây mình lên lửa nè, mình khuấy nè. Rồi còn phân nửa nước còn lại đó mình mới đổ từ từ sau nha. Cái này là dù mình làm 200, 300 gì đó tôi nói vậy nha các bạn nha. Mình cũng phải chừa lại phân nửa. Mình phải chừa lại phân nửa. Phân nửa là mình quậy ở trong bột để mà mình khuấy ở trên lửa trước. Khi nào mà nó có trùng rồi á, rồi phân nửa nước còn lại đó mình mới đổ vô tiếp tục. Đây rồi mình nói đó, bây giờ mình làm bánh là nó rất là khó chỗ này nha các bạn nghe, nó bắt trùng rồi đó. Rồi còn phân nửa nước còn lại nè, nó mình đổ từ từ vô nè các bạn nha. Mình dặn nhỏ lửa lại, còn hồi lúc mới mình bắt lên lò thì mình mở lửa cao, nhưng mà nó đã có trùng như thế này nè, mình nhỏ lửa lại rồi mình đổ nước 50% nước còn lại đó, mình cứ đổ như vậy đó, từ từ mình làm vậy hoài. Làm bánh này nó hơi khó đó nha các bạn nghe, mình ráng cố gắng chỗ này nè chứ không thôi là không có thành công đó. Quậy này nhìn giống như quậy hồ thì đó, nước khuấy nên hồ nè đó, nước lã khuấy nên hồ đó, mà đều phải đổ bột vô. Cái này quan trọng là cái lửa lúc này là nhỏ chứ không lớn được.
lửa phải thật là nhỏ. Quan trọng là thấy này cái được không được là lúc này phải không? Phải làm bánh thì tiền tay. Cái công thức nó phải rõ ràng. Thứ hai nữa là mình phải làm đúng theo cái quy trình của nó đó, chứ không thôi nó không có thành công. Nó như vậy giờ mình đổ lá dứa nó vô nè để làm màu nè, nó đặt cứng tay đó. Nó rất là cứng tay đó. Cứng tay rồi nè các bạn, mình phải đổ lá dứa vô nha. Đổ màu vô. Màu là làm bằng lá dứa, màu xanh. Các bạn nè, mình đổ vô sau vậy đó, đặng cho cái màu nó có nó đẹp thôi chứ không có gì trơn. Mình làm màu thì mình phải đổ sau vậy đó. Mình đổ vô trước rồi nó mắc màu phải không? Ừ, mình quậy lâu quá đó là cái màu nó không còn nữa. Màu tự nhiên mà. Chứ mày phải màu thực phẩm thì cũng dễ hơn. Màu này là bằng lá dứa xay rồi đó. Chừng nào mà bọt đó thiệt và trong đó là đúng là nó chín. Vậy mình thấy nó nặng tay phải không? Nó vừa nặng tay mà nó phải trong. Nó trong cái bọt đó, đó là nó mới chín. Mình tắt lửa nè ha. Tắt lửa mình đổ ra sửng. Đổ đi con. Rồi. Xong nè. Xong mà nó kẹo ra. Trong là nó chín á. Giờ đổ ra sửng nha. Rồi đổ ra khuôn đó, cũng dễ làm, có gì đâu có đâu đó thấy không. Không khó mà cũng không dễ. Ừ, nhưng mà phải làm đúng cái quy trình của nó với đúng cái công thức của nó thì nó mới thành công được. Đổ ra chưa được 2 phút nữa là nó đặt lại rồi nè đó. Cái bánh này làm phải không? Có chỉ có 200 gram bột thôi mà phải 3 người làm đó. Có dễ đâu. Rồi về phần nước cốt dừa nè các bạn nha. Là đây là 1 lít 1 ký lô nước cốt dừa. Thì 100 gram này là bột gạo nha. Đó, nhớ các bạn nha, 100 gram bột gạo. Còn đường là 60 gram thôi, tức là độ khoảng một cái muỗng canh này thôi. Này muỗng canh này thôi là 60 gram rồi. Đó ha. Rồi thêm vô ít muối nữa. Rồi giờ bỏ vô đường vô luôn nè ha. Đó. Rồi dễ hiểu không? Phải dễ vô chỗ này nha. Giờ mình để bột vô đi, giờ mình quậy cho nó tan ra đó. Nó dễ và dễ. Một muỗng cà phê muối nha các bạn. Cái phần mà thắng nước cốt dừa này nè, nó giống cũng giống như mình làm bánh nãy, tức là mình chừa cái này là phân nửa nè, nước cốt dừa nè. Mình nấu cho sôi, còn phân nửa nước cốt dừa này nè mình trộn với lại bột. Đó, bột mình khuấy cho đều lên nha, chứ nếu mà nó không đều, nó không có tan hết bột là nó có cái hột đó. Vậy đều rồi một lát cái này sôi lên, mình mới đổ cái phần mà có bột này vô sau nè. Bỏ cái cặn phải không? Bỏ cặn. Đây. Nè, đâu có mình đổ ra gai vô nè. Thì đổ vô quậy. Cái thao tác vẫn y cũng như lúc ban đầu vậy. Cũng đổ từ từ. Ừ, đây. Chưa cặn là bỏ đi con. Bỏ đi. Phải quậy hoài vậy nè, quậy cho nó ra đầu nó nặng tay lại nè. Nhỏ lửa, nhỏ thiệt nhỏ luôn. Đó, nó đặt thôi nè. Đặt. Hai bên bì. Mình phải cho nó đều ra nè. Cầm cái mâm đó đó, lắc ra. Nó làm sao mà miếng nó đẹp đó là lúc này là trên mặt nó phải thiệt đẹp nha. Trên mặt nó thiệt đẹp thì chắc mình lấy cái thước. Thấy nè. Dỗ mà thấy nó bằng thôi. Khi mình cán nó đều hết trơn á, mình còn ấm nấm đó, mình gắt mè lên nè. Gắt mè giống như gắt muối vậy đó. Gắt cho nó đẹp, cho nó thơm. Đó, gắt cho nó đều, cho nó đẹp. Mè này đã được rang rồi á nha. Rang cho nó vàng, để chút xíu muối vô cho nó mặn mặn á. Rồi bắt đầu mình để nguội ha.
nhặt muối luôn đó thì nó để nó nguội rồi, để nguội là mình thưởng thức thôi. Rồi cái bánh của mình nè là nó hoàn thành để nguội nè 5 tiếng rồi, bắt đầu mình lấy cái dao nè, dao bằng mũ thôi, nó rọc hết giáp vòng đó, giáp vòng cái khuôn này luôn. Rồi giờ mình cắt ra cái này ra làm 3, tùy theo mình cắt đi, mình muốn cắt sao đó tùy theo mình đi. Rồi này chia ra làm 4 luôn cho nó vuông coi, 1 2, cắt làm 2 trước đi đó, dễ nè. Rồi cắt thêm cái làm 2 nữa đó, quá sướng không. Cái này cái đầu tiên này cũng hơi khó, biển chặt quá. Đó. Dỡ lên coi. Ô quá đẹp luôn nè, đó thấy không, đó, đẹp ghê. Lấy luôn, lấy rồi mình hoàn thành cái bánh nha các bạn ha. Đó, mình dùng thử luôn. Ngọt ngọt thơm thơm béo béo. Nhưng mà cái này cái màu này á là do cái lá dứa mình, chắc có lẽ mình làm hơi ít này nha các bạn nha. Nó không được xanh lắm. Rồi cái nó thơm mà ngon. Thơm ngon, béo béo béo. Rồi mong các bạn có ý kiến cho gia đình mình ha. Và đóng góp thêm những gì mà gia đình mình thiếu sót các bạn nha. Rồi cảm ơn rất là nhiều. Ngon, béo lắm. Giòn giòn ngọt ngọt. Béo béo. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh Hiếu Huynh trong thời gian qua. Giờ đây các bạn có thể ủng hộ sản phẩm của ông bà Năm Châu Đốc qua các kênh Hiếu Huynh Shop trên Shopee hoặc Lazada, hoặc liên hệ qua số điện thoại 0986 827 867, Zalo 0986 827 867. Tất cả sản phẩm trên Hiếu Huynh Shop là các món đặc sản của Châu Đốc, mang đậm phong cách ẩm thực của người miền Tây. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.